Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin dẫn các bạn đến với khu R. Khu R này là nằm trong chuỗi trường Hutech chúng mình. Ok. Và đây là Viện Công nghệ cao Hutech. Viện Công nghệ cao Hutech gồm có những cái thứ gì? Hôm nay xin mời các bạn cùng với mình chiêm ngưỡng mọi thứ ở trong trường Hutech chúng ta. Ok. Ok, có thể các bạn đã thấy đây, xưởng chúng mình nha, xưởng của ngành học cơ khí chúng mình. Ok, đây là chỗ để mà chúng mình thực hành và được thầy dạy về việc CNC và cắt cam. Ok, đây là xưởng của chúng mình, đây là xưởng của chúng mình ha. Như các bạn có thể thấy là xưởng chúng mình to lắm, trường Hutech mà to, đẹp. Rồi, sạch sẽ nữa, trời ơi. Trường mình không thiếu gì á. Tiền là không thiếu luôn. Ok, đây. Đây, chúng mình mới học về cắt cam CNC nè. Đó, thầy mới dạy cho chúng mình cái việc mà xét góc phôi này kia đó. Ok. Đây, lớp mình đây, đây là lớp mình, đó. Đó, thấy chưa? Quyền đảng bu vô cục đó. Không biết làm gì hết á. Nói chung là thầy dạy gì làm đó thôi. Không, trường mình là hơi bị đông đủ ha. Đó, lớp mình học hành siêng năng chăm chỉ, có làm là có anh, có làm chắc chắn là có anh nhá. Ok.
Xin chào các bạn, mình là Nguyên, mình là học ngành kỹ thuật cơ khí. Hôm nay có dịp xuống xưởng thì mình muốn giới thiệu các bạn chi tiết rõ hơn về ngành học của mình. Các bạn theo mình nhé. Đây là bạn Anh. Bạn Anh là đang điều khiển dao để xét góc cho chi tiết để gia công. Đây là cận cảnh về máy CNC của tụi mình. Đây là kết thúc video clip của chúng mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video clip sau.